Rồi, xin lỗi em, nãy giờ chờ lâu quá hả? Tờ bắt nói nhiều quá, trên đó hỏi nhiều bắt nói nhiều quá. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi. À, mũi sửa 4 lần rồi. Dạ, đúng rồi bác. Rồi sao? Tại vì em thấy hai cái bên đầu mũi này là có vẻ nó cái này hai bất tiểu của em nó đúng hay sao mà em thấy cái đầu mũi nó hơi nhỏ. Bốn lần là em sửa loại gì? Rồi, ok. Rồi, bác hiểu rồi. Bây giờ hiện tại em không hài lòng gì cái mũi này. Tại tại em thấy cái phần này là nó nhỏ đó. Mình nhìn vô thì hai cái bên hông này nó bị một cái lằn. Rồi, ok. Vậy thôi đúng không? Dạ. Vậy thôi đúng không? Vậy thì chuyện nhỏ chứ không có chuyện gì lớn hết. Đúng chưa? Dạ. Chuyện nhỏ đó, em quay ngang cái mũi cho bác nó đi. Ngắm đi. Rồi, ok, nhìn lại thẳng bác sĩ. Ngày xưa em có cái gồ ở giữa không? Có cái gồ cho cái mũi không? Rồi, bây giờ em cho bác sĩ nhìn nguyên gương mặt của nhỏ. Luôn cái cằm, luôn hết mọi thứ. Rồi, thấy rồi. Ok, khá xinh gái ha. Nhưng mà không chịu trang điểm gì trơn. Hay là tút tút kia nọ vậy ha. Tại vì, ok, tại nhà đúng không? Hiện tại bây giờ mình ở nhà, tức là mình bù xù ra. Mình làm cho mình bù xù ra. Mà khi mình làm mình bù xù ra, cái mình nhìn xung quanh nó cũng bù xù ra. Cũng phải trang điểm nhẹ, cũng phải gì đó, mỗi buổi sáng gì đó ha. Rồi, bác cho em lời khuyên thế này. Cái mũi hiện tại ổn, không vấn đề gì. Chỉ có một cái điểm nhỏ bên hai bên đó. Thì nếu em muốn làm chỉnh sửa cái phần đó thì cũng được, không vấn đề. Còn nếu không thì để vậy cũng được, không vấn đề. Để vậy nó cũng không có bất thẩm mỹ hả bác? Để vậy thì dĩ nhiên cái thẩm mỹ này không được đẹp về cái hai cái gắn này. Cho nên là em chỉnh sửa cái đó thì ok. Nếu mình thích, nếu mình thích. Rồi, mí mắt cũng mí mắt sao cái lớn cái nhỏ vậy? Dạ. Ok, thôi bác cho lời khuyên là lông mày, cái cặp lông mày cũng hơi nhạt nha. So với cái tóc của mình, bác cho lời khuyên nha. Thì mình có thể lấy cây vẽ lông mày màu nâu của mình á, mình đánh nhẹ cho nó đậm lên chút. Được chưa? Lấy cây vẽ lông mày màu nâu, đen nâu, vì tóc em cũng đen nâu. Đánh lên cho nó nhìn lông mày nó đậm lên chút xíu. Rồi, cái mũi thích đi chỉnh sửa thì đi chỉnh sửa. Không sao, chuyện nhỏ. Theo em thì em thích như thế nào? Tại vì em thấy cái mũi này của em thì nó cũng em chỉ quan ngại là cái phần này thôi, cái phần hai bên này thôi. Tại vì em thấy nó hơi nhỏ và em, nếu mà ví dụ em chỉ sợ là nếu mà mình chỉnh khó đó thì giống như là sợ đầu mũi nó càng rút lại, em sợ nó thôi. Cũng được, vậy thôi em buông em chỉnh hai cái phần bên cánh nó được rồi. Chỉnh bóc tách để bung hai cái cánh này ra. Theo như ý em đã đang rút hai cái đó thì mình bóc tách mình bung ra thôi, không phải tác động gì nhiều. Nếu em thích dáng mũi này ha, nếu em thích dáng mũi này thì vẫn cứ giữ đi, không có máy gì hết á. Càng có máy nhiều càng đâu có tốt đâu, đúng chưa? Dạ. Nó có cái này, ngày xưa cái mũi em thế nào và hiện tại cái mũi này nó có đẹp hơn ngày xưa của em không? Thấy đẹp hơn không? Trước khi làm mũi á. À, trước khi làm mũi thì em thấy nhiều người nói em là mũi cũng ok, cũng ổn rồi. Là do kiểu giống như là em muốn là có nhiều tình cải thiện, kiểu cho nó cao thêm một tí, nhìn gương mặt mình nó nét hơn thôi. Cho nên là gì, mình đang bị quấn vô cái chuyện rằng là gì, mình đang muốn hoàn hảo quá. Mà khi mình muốn hoàn hảo quá, càng ngày nó càng không hoàn hảo đó. Cho nên một lời khuyên với mấy em nha, một lời khuyên nha. Thật sự trong nghề này bắt biết như thế này nè. Mấy em nên có điểm dừng. Thí dụ như lần đầu tiên mình làm, tức là trước khi mình làm cái mũi mình ra sao, thì khi mình làm lần đầu tiên nếu như nó chỉ được 7 điểm, dừng lại đi. Tại vì em đã rút kinh nghiệm em là 4-5 lần rồi, thấy chưa? Em thấy rằng mỗi một lần mình làm lên á thì nó lại cũng có những cái khuyết điểm, chứ không phải như cái ý mình muốn, mình kỳ vọng cái mũi cao như thế này. Thì lần làm lần nữa là lần thứ 3 lại được cái đó nhưng lại có một khuyết điểm khác nữa. Rồi, thế mình chạy như vậy hoài thì càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên hãy dừng, bác khuyên hãy dừng đi. Kệ, bây giờ hiện tại bây giờ có những cái em không hài lòng chỗ nào đó thì thôi dừng đi. Không sao, tại vì mình tiếp tục nó cũng sẽ có những khuyết điểm với em mà. Nhớ như vậy, dừng.
Rồi, mình chỉ bóc tách hai bên nào đó thôi. Thật sự các bác sĩ ai cũng muốn làm cho tụi em đẹp hết á. Được chưa? Không có ai muốn làm cho em để cái mũi có chuyện gì đâu. Nhưng mà bây giờ có những cái mũi quá khó, những cái form giải phẫu quá khó, và khi càng làm nó càng có những cái khuyết điểm khác lại lòi ra, thì người ta cũng cố gắng là chỉnh. Nhiều khi tụi em sốt ruột, tụi em nóng ruột thì các bác sĩ cũng cuốn theo chứ, người ta cũng buồn theo em, cũng lo theo em nữa, rồi cuốn theo. Mà nếu mà khuyên em thư thả thôi đừng làm nữa thì sợ tụi em giận chẳng hạn. Có những cái mà người ta phải bắt buộc phải cuốn theo, và trong lòng thật sự cũng rất là trách nhiệm, cuốn theo rồi không biết như thế nào cũng nặng nề lắm, rồi lỡ là nó có một khuyết điểm thêm nữa thì đâm ra lại chúng ta lại có chuyện với nhau. Được chưa? Cho nên là thôi ở điểm dừng, nếu mà em cảm thấy cái mũi này mà nó đẹp hơn cái lúc ngày xưa em chưa bao giờ làm á thì em dừng ở đây đi, bác sĩ nghĩ không sao hết, dừng đi. Rồi em muốn bóc tách hai cái cánh này ra thì để xem nha, bên ngoài cái mô da của em có sẹo hay cái gì nó cứng hay không, nếu mềm thì bắt bóc tách được, còn nếu không thì mình hãy để yên như vậy. Bác nghĩ như vậy, ừ, nên chấp nhận, nên chấp nhận. Không có cái gì hoàn hảo hết. Bác, nếu mà em bóc tách hai bên này thì chi phí nó có cao lắm không bác? Không, chi phí nhẹ hiều à, quá cao, khoảng 200 triệu à. Xỉu. Nghe xỉu ngang, xỉu đi. Nghe xỉu, xỉu đi, bác của em xỉu. Rồi, bác đùa thôi, giống như là cái phần chi phí của cánh mũi thôi ha, chỉ biết cánh mũi là 5,5 triệu 6 triệu gì đó. Rồi bây giờ trước mắt mình cũng không làm gì ngay dịp này, vì sao tất cả mọi nơi đóng cửa, cho nên là bác chỉ tư vấn như vậy, và khi có dịp chúng ta gặp nhau bên ngoài trực tiếp bác khám cái mô sẹo gì đó bác cho lời khuyên nữa, còn nếu thấy bác bằng được thì bác làm không được thì bác cũng khuyên để yên vậy. Dạ rồi. Ok. Không, cái cánh mũi buông hai cái này ra nhẹ nhàng mà, không cần nghỉ dưỡng gì hết. À, kiên quan hệ vợ chồng? Dạ, em chưa có gia đình. À, gì? Dạ nhẹ hiu à. Ok, nói giỡn thôi, tức là gì? Không kiên cử gì nhiều đâu. Không kiên cử gì nhiều đâu. Rồi, ok, vậy thôi bác sĩ chào em nha. Dạ. Còn hỏi gì nữa không? Chuẩn bị 200 triệu nha. Dạ. Chuẩn bị 200 triệu. Dạ. Ok, bye bye em nha. Bye bye.